Chào mừng quý khán giả đã trở lại với bản tin tài chính bất động sản được cập nhật mới mỗi ngày của chúng tôi. Bản tin ngày hôm nay sẽ có những thông tin đáng chú ý sau đây. Chuyên gia đề xuất quy hoạch Thanda thành công viên thay vì xây dựng đô thị. Tập đoàn Thái Lan muốn đầu tư khu công nghiệp 1.200 ha tại Vũng Tàu. Loạt dự án bất động sản ở Hà Nội vào tầm ngắm kiểm tra. Đề xuất mỗi cá nhân chỉ được bán cho thuê tối đa 5 căn nhà trong một năm. Và sau đây sẽ là những thông tin chi tiết. Kính mời quý khán giả cùng theo dõi. Các chuyên gia quy hoạch cho rằng biến đổi khí hậu ngày càng trầm trọng hơn, nên việc xây dựng các công viên dọc bờ sông Sài Gòn như bán đảo Bình Quế, Thanh Đa sẽ là chiến lược lâu dài bảo vệ người dân. Đề xuất này được các nhà quy hoạch của Pháp đề xuất với Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh tại hội thảo phát triển không gian chức năng hành lang sông Sài Gòn theo kinh nghiệm của Pháp về sông Seine diễn ra ngày 2 tháng 3 tại Thành phố Hồ Chí Minh. Tại hội thảo, liên danh tư vấn tổ chức khoa học và chuyên gia Việt Nam toàn cầu AVSE Global và Viện Quy hoạch vùng Paris IPR đã trình bày kết quả nghiên cứu và những ý tưởng ban đầu cho quy hoạch hành lang ven sông Sài Gòn. Sau khi nghiên cứu, liên danh tư vấn đề xuất phát triển hành lang sông Sài Gòn với 4 phân khu. Góp ý cho quy hoạch hành lang ven sông Sài Gòn, ông Lauren Perrin, Viện Quy hoạch vùng Paris nhận định, vấn đề biến đổi khí hậu ngày càng trầm trọng hơn, nên việc xây dựng các công viên dọc bờ sông sẽ là chiến lược lâu dài bảo vệ người dân. Trong đó, ông đề xuất quy hoạch bán đảo Bình Quế Thanh Đa thành công viên đa chức năng thay vì phát triển đô thị tại đây. Vị chuyên gia này cho rằng cần bảo tồn bán đảo Thanh Đa theo hiện trạng để nước từ sông Sài Gòn xâm nhập càng nhiều càng tốt và không xây dựng quá nhiều đường trên bề mặt hay bê tông hóa bán đảo. Tập đoàn WHA đề xuất đầu tư khu công nghiệp, đô thị, dịch vụ Châu Đức với quy mô dự kiến lớn thứ hai tại Vũng Tàu. Đề xuất trên được Tập đoàn WHA Thái Lan đưa ra tại buổi làm việc với Ủy ban Nhân dân tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đầu tháng 3. Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Giám đốc điều hành WHA cho biết huyện Châu Đức có tiềm năng phát triển tốt. Theo quy hoạch tỉnh, thời kỳ 2021 đến 2030, tầm nhìn đến năm 2050 vừa được phê duyệt. Huyện có một khu vực được quy hoạch phát triển khu công nghiệp với diện tích 4.200 ha. Do đó, WHA đề xuất nghiên cứu đầu tư dự án khu công nghiệp, đô thị, dịch vụ Châu Đức tại huyện Châu Đức với diện tích 1.200 ha. Nếu được triển khai, dự án này sẽ có quy mô lớn thứ hai tại Vũng Tàu sau khu công nghiệp Châu Đức, hơn 1.500 ha. Ông Nguyễn Văn Thọ, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu cho biết, tỉnh cũng đang có chủ trương thu hút nhà đầu tư xây hạ tầng khu công nghiệp tại huyện Châu Đức với diện tích 4.200 ha. Tỉnh sẽ tạo điều kiện để nhà đầu tư, trong đó có tập đoàn WHA tham gia. Theo kế hoạch kiểm tra, đánh giá các dự án đầu tư của thành phố do Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội mới ban hành. Trong năm 2024, thành phố Hà Nội sẽ thực hiện kiểm tra 99 dự án đầu tư, bao gồm 50 dự án chuyển tiếp thuộc kế hoạch năm 2023 và 49 dự án mới. Đáng chú ý, trong danh sách các dự án có vốn ngoài ngân sách, có loạt dự án đô thị, nhà ở, gồm khu chức năng đô thị mới Minh Dương Sơn Đồng, khu đô thị Minh Dương Sơn Đồng của công ty cổ phần Minh Dương, khu đô thị Thuận Nghệ của công ty cổ phần tập đoàn xây dựng Bình Minh, khu đô thị mới Hoàng Văn Thụ tại các phường Hoàng Văn Thụ, Thịnh Liệt, Yên Sở, quận Hoàng Mai do công ty cổ phần đầu tư phát triển đô thị Hoàng Mai. Tổng công ty đầu tư phát triển hạ tầng đô thị UDIC hợp tác với công ty cổ phần ngôi nhà mới làm chủ đầu tư. Tương tự, dự án tổ hợp nhà ở để bán kết hợp dịch vụ thương mại và văn phòng cho thuê tại số 176 Định Công, phường Định Công, quận Hoàng Mai do công ty cổ phần chế biến kinh doanh lương thực thực phẩm Hà Nội làm chủ đầu tư. Công ty cổ phần kinh doanh bất động sản Sông Hồng hợp tác đầu tư. Dự án khu giới thiệu sản phẩm và nhà ở liền kề nông thôn tại các xã Tiền Phong và Hiền Giang, huyện Thường Tín do công ty trách nhiệm hữu hạn phát triển nhà Thường Tín làm chủ đầu tư. Nằm trong danh sách kiểm tra còn có loạt dự án thương mại, dịch vụ có thể kể đến như dự án văn phòng làm việc kết hợp với trung tâm đào tạo thông tin tại ô đất ký hiệu X1, phường Mai Dịch, quận Cầu Giấy, công trình hỗn hợp văn phòng, thương mại dịch vụ và khách sạn tại phường Ngọc Lâm, quận Long Biên do công ty cổ phần thương mại xuất nhập khẩu Duyên Hà làm chủ đầu tư, hay dự án khách sạn sao Phương Đông Orient Star Hotel tại 269 Kim Mã, phường Giảng Võ, quận Ba Đình do công ty cổ phần du lịch và thương mại sao Phương Đông làm chủ đầu tư. Cá nhân kinh doanh bất động sản quy mô nhỏ có thể chỉ được bán cho thuê 3 đến 5 nhà, căn hộ trong một năm nếu vượt phải lập doanh nghiệp. Đề xuất trên đang được Bộ Xây dựng nêu trong dự thảo nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Kinh doanh bất động sản 2023.
dự thảo được lấy ý kiến góp ý đến hết ngày 27 tháng 4. Quy định này nhằm đưa ra các tiêu chí để xác định rõ hơn cá nhân kinh doanh bất động sản quy mô nhỏ. Bởi theo khoản 3, điều 9, Luật Kinh doanh bất động sản năm 2023, cá nhân kinh doanh bất động sản quy mô nhỏ không phải thành lập doanh nghiệp, nhưng phải kê khai nộp thuế theo quy định của pháp luật. Để xác định rõ điều kiện quy mô nhỏ, Bộ Xây dựng đã đề xuất 3 phương án tại khoản 1 điều 7 dự thảo nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Kinh doanh bất động sản 2023 mà Bộ đang tổ chức lấy ý kiến. Phương án 1, Bộ Xây dựng đề xuất điều kiện đối với cá nhân kinh doanh bất động sản quy mô nhỏ bao gồm cá nhân bán, chuyển nhượng, cho thuê mua nhà ở có sẵn, nhà ở hình thành trong tương lai từ 3 đến 5 nhà ở hoặc 3 đến 5 căn hộ chung cư trong 1 năm 12 tháng. Cá nhân bán, chuyển nhượng, cho thuê mua công trình xây dựng có sẵn, công trình xây dựng hình thành trong tương lai từ 5 đến 10 công trình xây dựng hoặc 5 đến 10 phần diện tích sàn trong công trình xây dựng trong 1 năm 12 tháng. Phương án 2, Bộ đề xuất quy định cá nhân bán, chuyển nhượng, cho thuê mua bất động sản thuộc quyền sở hữu, quyền sử dụng theo quy định của pháp luật có diện tích từ 1.000 đến 2.000 m2 đối với đất tại khu vực đô thị, từ 3.000 đến 5.000 m2 đất tại khu vực nông thôn, từ 1.000 đến 2.000 m2 sàn xây dựng đối với nhà ở. Công trình hỗn hợp có nhà ở, từ 3.000 m2 đến 5.000 m2 sàn xây dựng đối với công trình xây dựng không có nhà ở. Phương án 3. Bộ đề xuất cá nhân kinh doanh bất động sản quy mô nhỏ là các trường hợp cá nhân đầu tư xây dựng nhà ở riêng lẻ từ 2 tầng trở lên và có quy mô dưới 20 căn hộ để cho thuê theo quy định tại khoản 3 điều 57 luật nhà ở số 27/2023 Quốc hội. 15. Cá nhân bán, cho thuê mua nhà ở, công trình xây dựng có nguồn gốc là nhà ở. Công trình xây dựng được nhận thừa kế, cá nhân bán, cho thuê mua nhà ở có nguồn gốc là nhà ở tình nghĩa, nhà ở tình thương, nhà đại đoàn kết mà cá nhân được cơ quan nhà nước, tổ chức, cá nhân tặng cho. Thực tế, những năm gần đây, việc nhiều hiện tượng tổ chức, cá nhân không thành lập doanh nghiệp kinh doanh bất động sản nhưng đã mua bán các bất động sản có giá trị rất lớn, mua đi bán lại nhiều bất động sản, nhiều lần nhằm làm tăng giá bất động sản để đầu cơ kiếm lợi diễn ra thường xuyên. Một số trường hợp mua gom đất rồi phân lô đất để chuyển nhượng mà không thực hiện thủ tục đầu tư dự án bất động sản. Điển hình là vụ xẻ đồi tại tỉnh Lâm Đồng, tự ý thay đổi hiện trạng đất, làm đường giao thông. Phân lô bán nền đất lên đến trên 2.000 lô đất trên diện tích gần 36 ha nhưng không lập dự án đầu tư, không làm thủ tục chuyển đổi mục đích sử dụng đất, không được cơ quan nhà nước có thẩm quyền thẩm định, cho phép. Theo các cơ quan quản lý, những hoạt động này đã gây bất ổn, làm méo mó thị trường bất động sản, làm phát sinh các rủi ro cho các tổ chức, cá nhân tham gia kinh doanh bất động sản, nhà nước bị thất thu thuế. Còn theo các chuyên gia, cần sớm làm rõ các điều kiện xác định trường hợp tổ chức. Cá nhân kinh doanh bất động sản quy mô nhỏ, không thường xuyên để đảm bảo tính chặt chẽ của quy định pháp luật, phản ánh kịp thời yêu cầu thực tiễn của thị trường bất động sản, yêu cầu đối với công tác quản lý nhà nước đối với thị trường bất động sản. Thời gian tới, Cà Phê Lên TV sẽ triển khai nhiều video hấp dẫn về hỏi đáp từ hội viên, series kiến thức bất động sản, review khu vực hay dự án theo yêu cầu từ hội viên, tin nóng về hạ tầng. Những video này chỉ dành riêng cho hội viên của kênh Cà Phê Lên TV. Trân trọng mời các bạn đăng ký trở thành hội viên ngay hôm nay để chúng tôi có động lực phát triển nhiều video hay và bổ ích hơn nữa. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin ngày hôm nay của chúng tôi. Để không bỏ lỡ những thông tin mới nhất về tài chính bất động sản, quý khán giả đừng quên nhấn nút đăng ký kênh và nhấn vào biểu tượng chuông. Chúng tôi rất mong nhận được sự ủng hộ và đồng hành của quý vị. Xin chào và hẹn gặp lại trong những chương trình lần sau.